nay thì chúng tôi tiến hành hạ cái bộ phận quan trọng nhất của cái máy đào TBM. Nó chính là cái công cụ để cái máy nó hoạt động được trong lòng đất. Đây là cái bộ phận chính của máy, nó có tác dụng là cái bộ phận mà đào cân bằng áp lực. Sau khi cái bộ phận cuối cùng của cái máy đào số 1 được lắp đặt thành công thì dự kiến là trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết nối được cái phần thiên với cái phần thân chính động lực của máy, và chúng tôi sẽ tiến hành chạy thử ngay. Và thời gian căn chỉnh và đào thử thì dự kiến trong vòng 1 tháng rưỡi. Trong cái thời gian đó thì chúng tôi song song chúng tôi tiếp tục lắp đặt cái máy thứ hai. Và sau khi hai cái máy nó được lắp đặt hoàn chỉnh cũng như là chạy thử hoàn chỉnh thì lúc đấy bắt đầu chúng tôi đào song song cùng một lúc hai máy. Đối với một ca trung bình thì cần khoảng 40 kỹ sư vận hành và thêm các cái kỹ sư để phụ trợ cho cái công tác vận hành nữa. Ví dụ như là đưa đất đá thải ra thì phải có kỹ sư ở trên này để người ta điều hành cái việc đấy, hoặc là đưa các cái mảnh ghép của vỏ hầm xuống thì cũng phải có những cái kỹ sư người ta trực tiếp thực hiện việc đó. Nhưng mà điều hành trực tiếp thì sẽ khoảng từ 25 đến 40 kỹ sư tùy tình hình địa chất ở khu vực đó.